từng này tuổi rồi không hiểu sao ấy. Thế cái gì vợ tao cũng đồng ý, có mỗi một chuyện là tao ra ngoài đường tao có bồ mới, vợ tao nó không đồng ý. Quay sẽ đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex nên đi chậm lại để hiểu rõ về các giá trị trên thị trường. Trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ hay là đơn giản, và cũng chẳng có chuyện là gì nhỉ. Khi mà giao dịch ở trên thị trường, các bạn chỉ nghe thấy những vấn đề như là của Á quân Forex thế giới, hay Pro Trader, hay Forex Master, hay là nhỉ, các trader triệu đô hoặc là những thầy dạy Forex khác ở trên thị trường. Chỉ là những thằng bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đưa ra chiến lược, rồi dùng plan giao dịch để nói với cả nhà đầu tư rằng phải giao dịch ở đây hay ở kia trên thị trường. Nếu giao dịch được thì bản thân bọn chúng đã chứng minh, dẫn chứng bằng thực tế, đã giao dịch thực tiễn cho chúng ta nhìn nhận và đánh giá, chứ không phải là lên chỉ là nói mồm, dùng mõm. Mọi giá trị ở trên thị trường thì đều cần phải giao dịch thực tiễn và sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch để cho chúng ta nhìn nhận, chúng ta thấy rõ về kết quả trên thị trường. Mọi vấn đề trên thị trường nhà đầu tư có thể thấy rõ. Lệnh này tôi đi trước tin FOMC đêm qua, nhưng mà do đêm qua là nhà thức đêm mệt quá, thế nên là nhà tôi được đi nằm sớm, thế không quay live được ở phía dưới nha. Thì cũng có bắt lên, và tài khoản này hôm qua đánh thì cũng có lời và đã rút ra khoảng tầm 700, đã đánh lên lại tiếp. Và bản thân chính các bạn cần phải nhìn vào trong thực tế ở trên thị trường. Nếu mà giao dịch vận dụng, nếu mà áp dụng được vào trong thực tế, nếu mà thực sự người đó đã là giao dịch được rồi thì họ sẽ không bao giờ họ ra ngoài đọc lệnh hoặc là gì nhỉ, đưa ra chiến lược hoặc là dùng TradingView để phân phích tích cho nhà đầu tư, mà gọi đó là thực tế hoặc là thực chiến Forex. Thực chiến Forex là những giá trị chúng ta phải kiểm chứng, chúng ta phải thấy rõ trên giao dịch thực tế trên thị trường, thì có như vậy thì chúng ta mới biết được rằng người đó có vận dụng được hay không. Tại làm sao ngoài thị trường ai đi đến đâu cũng là phân tích, ai đi đến đâu cũng là cho lệnh, đi đến đâu cũng là gì nhỉ, đưa ra chiến lược, đi đến đâu cũng là gửi plan, nhưng còn giao dịch thực tế tuyệt nhiên không một đứa nào dám chứng minh ngoài bản thân tôi đang chia sẻ cho nhà đầu tư. Cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi phải nỗ lực để dẫn chứng, phải nỗ lực để dẫn chứng minh cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận. Và tôi xin chia sẻ để mọi nhà đầu tư cùng thấy rõ. Và hôm nay là ngày mùng 5 rồi, sáng mai ngày mùng 6, toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Forex sẽ off tại thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ sáng. Tôi xin chia sẻ để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Off vào buổi sáng mai là sao, là buổi off về chia sẻ về đầu tư, tối mai sẽ tập trung để đánh tin nợ em. Thôi, xin chào anh em và chúc anh em giao dịch thành công nha. Lệnh vẫn đang đi ở trên thị trường và toàn bộ những lệnh và tài khoản tôi, anh em học viên đều trực tiếp theo dõi ở tại phòng trade của tôi 24/24. Tài khoản đấy anh em tự xem xét nha. Ok.